Thưa quý vị và các bạn, cháy rừng là một thảm họa. Nó gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản của người dân, đặc biệt là nó hủy hoại tài nguyên rừng và môi trường sống. Xác định được tầm quan trọng đó thì những năm qua, cấp ủy chính quyền từ thành phố, đặc biệt là các cái địa phương có rừng đã luôn chủ động xây dựng các phương án kế hoạch để phòng cháy, chữa cháy rừng, đặc biệt là cái thời kỳ cao điểm nắng nóng như thế này. Theo báo cáo của Hạt Kiểm Lâm thành phố, hiện nay trên địa bàn thành phố rừng trọng điểm tập trung ở phường Đông Lĩnh, rừng trồng thông tại khu vực đồi C4, hang Mắt Rồng, thiền viện Trúc Lâm thuộc phường Hàm Rồng. Phần lớn là rừng trồng thông, thực bì dưới tán rừng chủ yếu là giàng giàng, cỏ chanh, lau lách, cành khô, lá thông rụng. Đây là khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng rất cao và có thể xảy ra cháy lớn trong mùa nắng nóng. Nếu con người chủ quan sử dụng lửa bất cẩn khi đốt dọn vườn, đốt xử lý thực bì, hóa vàng mã trong rừng, ven rừng hoặc do mâu thuẫn cá nhân về lợi ích từ rừng. Còn về cái phát hiện cháy nổ đó thì là một cái yên tâm nhất là dân của chúng tôi là có 57 hộ là sống ở bìa rừng thì là đều có tường rào, nhưng mà có hai cái lỗ hổng. Thứ nhất là ở chỗ nghĩa trang liệt sĩ là có một cái chỗ là cái đường mà chưa có rào chắn, chính vì như thế cho nên mà cũng có nguy cơ từ cái người ở khác, người ta không có ý thức, người ta đến người ta đốt những cái cháy nhỏ hoặc là đi picnic hoặc là đi làm cái việc gì đó, cho nên mình đôi lúc là mình không kiểm soát được. Với phương châm phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời, hiệu quả, Hạt Kiểm Lâm thành phố Thanh Hóa đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng các phương án, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ các nguyên nhân gây cháy rừng, chuẩn bị sẵn sàng phương án chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ từ thành phố đến các phường xã và các thôn phố trọng điểm và chủ rừng. Đối với tuần tra kiểm tra thì là vào những ngày nắng nóng cao điểm mà nhiệt độ từ 30 độ trở lên thì là Kiểm Lâm địa bàn sẽ phối hợp với các lực lượng ban ngành của phường để mà tăng cường công tác tuần tra kiểm tra để làm sao mà phát hiện và xử lý kịp thời các nguyên nhân gây cháy. Mục tiêu của thành phố là phát hiện sớm nhất cháy rừng, chủ động chữa cháy rừng kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại tài nguyên rừng do cháy rừng gây ra, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương, chủ rừng, các ngành có liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy rừng và ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng của nhân dân. Chủ động kiểm soát chặt chẽ các nguyên nhân gây cháy rừng, chủ động chữa cháy rừng kịp thời, hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng theo 2 giai đoạn, vận hành cơ chế và thực binh. Qua cuộc diễn tập, thành phố Thanh Hóa, các địa phương đơn vị có liên quan kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng chống chữa cháy rừng, bảo vệ rừng phù hợp với tình hình thực tế, tuyên truyền sâu rộng và nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức cá nhân trong việc phòng cháy chữa cháy rừng. Đối với những ngày nắng nóng mà theo cái cấp độ cảnh báo về cháy rừng từ bắt đầu từ cấp 3 đổ lên thì sẽ bố trí những cái lực lượng tuần tra liên tục đối với khu vực rừng trên địa bàn phường Đông Lĩnh để phát hiện sớm kịp thời những cái điểm có nguy cơ và nhắc nhở để làm sao giảm thiểu tối đa cái việc xảy ra cái hiện trạng cháy rừng trên địa bàn. Hiện nay đang là thời điểm cao điểm của nắng nóng, Hạt Kiểm Lâm thành phố đang áp dụng và thực hiện biện pháp trực gác, phát hiện sớm lửa rừng ở xã trọng điểm cháy rừng tại phường Đông Lĩnh, phường Hàm Rồng, Đông Cương và Thiệu Dương. Phát huy công tác xã hội hóa bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, lấy nhân dân quan sát rừng, báo tin cháy rừng đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã. Hạt Kiểm Lâm thành phố cũng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các xã phường trọng điểm, chủ rừng, bố trí đủ nhân lực canh phòng bốn phía rừng, theo dõi giám sát, đôn đốc các điểm trực lửa rừng. Bên cạnh sự chủ động vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, cấp ủy chính quyền địa phương, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, góp phần bảo vệ lá phổi xanh cho thành phố.